Nếu bạn thắc mắc tại sao loài gián chết lại ngửa bụng lên trên thì đây là câu trả lời. Đây là hiện tượng dường như ai cũng từng nhìn thấy, nhưng mấy ai để ý và biết nguyên nhân tại sao loài gián khi chết lại ngửa bụng. Bạn luôn thấy lũ gián đáng ghét chết đâu đó quanh nhà và với tư thế ngửa bụng nhìn trời. Và thế là bạn thắc mắc tại sao chúng lại chết ở tư thế đó, các nhà khoa học đã có câu trả lời. Các chuyên gia và chuyên viên diệt côn trùng đều cho rằng một con gián chết ngửa bụng không phải là quy luật mà có thể là ngoại lệ mà thôi. Điều đó phụ thuộc vào việc con gián đó bị chết bởi lý do gì và nó chết ở đâu trên bề mặt nào. Trong tự nhiên, gián có thể chết do bị săn bởi chim hoặc động vật nhỏ hoặc có thể chết do tuổi già. Thường thì tuổi thọ của chúng từ khoảng 20 đến 30 tuần. Nếu chúng không bị săn, cuộc đời của gián có thể kết thúc như một phần của quá trình phân hủy tự nhiên trên bề mặt đất trong rừng rậm. Khi bay vào trong nhà, một con gián có thể chạy trên một sàn nhà trơn làm từ gỗ, được đánh bóng ngói hoặc đá. Sở hữu cái lưng tròn trơn lẫy, một con gián khi bị lật ngược vì bất kỳ lý do gì sẽ khó có thể tự lật lại khi không có cành cây, lá cây hoặc những vật gồ ghề khác để nó có thể tựa vào và dùng chân của mình để lật toàn bộ phần thân trên. Nếu con gián bị xịt thuốc diệt gián với một số loại thuốc diệt nhất định, đặc biệt là các chất độc như phosphor, phosphat gây co giật khiến cơ thể con gián bị lật ngửa. Những chất độc thần kinh này có thể ức chế một enzyme được gọi là choline tyrate, làm phá vỡ chất dẫn truyền thần kinh gọi là acetylcholine. Sự dư thừa hóa chất này trong hệ thần kinh của con gián dẫn đến co thắt và cản trở sự phối hợp cơ bắp, khiến côn trùng bị mắc kẹt trong thế nằm ngửa cho đến khi nó chết. Giáo sư Kobe Strack, chuyên nghiên cứu về côn trùng học của trường Đại học Bắc Carolina cho rằng loài gián có phần lưng hơi tròn, trơn và phần thân dẹt để chúng có thể co lại và chui vào trong các khe hẹp và đường nứt ở bất cứ đâu. Bên cạnh đó, hầu hết sức mạnh cơ thể của chúng tập trung xung quanh lưng. Khi những con gián già chết đi, trọng tâm sẽ kéo lưng của nó quay xuống sàn nhà và làm nó lật ngửa. Cái lưng trơn tròn và kết cơ yếu dần làm cho nó không thể lật lại được, đặc biệt là khi nằm trên một bề mặt trơn.